hơn 10.000 ca sốt xuất huyết và tay chân miệng xuất hiện tại Đồng Nai. Thưa quý vị, liên quan đến tình hình dịch bệnh đang có diễn biến phức tạp tại tỉnh Đồng Nai và các tỉnh phía Nam, chiều ngày 4 tháng 10, đoàn kiểm tra của Cục Y tế Dự phòng thuộc Bộ Y tế Cộng sản Việt Nam đã có buổi làm việc với giới chức trách của tỉnh này. Theo báo cáo của Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh Đồng Nai, từ đầu năm 2018 cho đến nay, toàn tỉnh ghi nhận hơn 10.000 ca mắc bệnh sốt xuất huyết và tay chân miệng. Trong đó có hơn 4.000 ca mắc sốt xuất huyết, giảm 12% so với cùng kỳ năm ngoái, với 2 trường hợp tử vong. Hơn 6.100 ca mắc bệnh tay chân miệng. Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng, trưởng đoàn cho biết, hiện nay đang là mùa cao điểm của các loại dịch bệnh nguy hiểm. Nhiều loại bệnh có diễn biến phức tạp. Vì vậy, cần phải có những giải pháp quyết liệt ngay từ đầu để đề phòng dịch bệnh phát tán và lây lan, chủ động phòng chống dịch bệnh. Ngoài ra, người đứng đầu Cục Y tế Dự phòng còn thông tin thêm, do tỉnh Đồng Nai là địa phương có đông công nhân làm việc trong các khu công nghiệp, nên việc tuyên truyền, phổ biến kiến thức phòng chống dịch bệnh cho công nhân trong các nhà máy và xí nghiệp là điều rất cần thiết.